Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách thả trúng. Đầu tiên là mình phải có cái ống trúng, đúng không? Đấy, bên này các bạn phải duy lộ này để cho lươn thở này và bịt cái đầu này, còn thấy không? Và thứ hai là các bạn phải có một cái que để cắm cái bùn cái thẻo nó nổi lên, hay là nó cái hôm này nó trôi ra hoặc trôi vào, thì các bạn phải bỏ xiên qua cái nan này, này các bạn thấy không? Đấy, hôm mình làm rất là đẹp các bạn. Đấy, con lươn giống như cổ tay cũng có thể vào được, cổ tay con nít nhá, không phải cái này đâu. Vâng, đây là hôm lươn mà mình đang bán đấy, một cái 8.000 đấy các bạn. Nhưng mà các bạn phải gọi trước đặt hàng nhá, dạo này cơ sở mình nhiều khách quá nên là làm chậm tiến độ lắm. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn thả nhá thì cắm cái này xuống trước này. Mình giới thiệu với các bạn đây là cái mặt bùn nhá. Thì mình phải bỏ đây, cắm xuống đất này, cắm xuống đất thì nó phải mặt bằng như thế này đúng không? Mình phải chất ra như thế này. Chất lên cao thế này. Đừng có cao quá thế này, nhưng mà vừa thôi, tương tâm này. Đấy, khi lươn nào vào ăn thì nó sẽ vào từ đây và lên, đúng không? Như cái ống 48 này thì có thể vào 3 đến 4 con một lúc. Các bạn. Đấy, hiện tại bên mình bán hai sản phẩm, đó là 48 và 60. Ai có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng. Cái loại 48 là 8.000 một cái. Còn cái loại 60 thì đang lâu hơn thì 15.000 một cái. Đấy. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của mình nhé. Vâng. Chúc các bạn may mắn.